what you want, trao đi điều bạn muốn, kiến tạo nên những thế hệ công dân kiên cường với những giá trị cốt lõi, hạnh phúc, sáng tạo, trách nhiệm, tử tế và giàu lòng biết ơn. Và đây là giờ học Mai Dinh của các bạn nhỏ. Sau thời gian dịch bệnh vừa rồi, nhất là dịch Covid rất là dài, thì nhà trường rất là quan tâm đến việc phát triển thể chất cho các con. Và thật tình cờ khi mà tôi tìm kiếm về những chương trình giáo dục thể chất cho các con tại trường, thì được biết đến MyGym. Đầu tiên thì đây là một chương trình mà đã có mặt tại Việt Nam được 11 năm. Và đó là một cái niềm tin rất là lớn. Sau đó thì nhà trường tìm hiểu thì được biết rằng MyGym thì đã có mặt ở trên thế giới được 40 năm rồi. Và là một chương trình mà không chỉ dạy thể chất cho các con, mà thông qua đó còn dạy âm nhạc, dạy song ngữ và phát triển được trí tưởng tượng, cũng như là làm việc nhóm cho các con rất là nhiều. Nên là khi mà nhà trường lựa chọn chương trình thể chất thì không chỉ để phát triển thể chất cho các con, mà ngoài ra còn đạt được thêm rất là nhiều mục tiêu khác. Tại DCA thì triết lý giáo dục của chúng tôi là Give what you want, trao đi điều bạn muốn. Và tại MyGym thì mỗi hoạt động học của các con phải làm sao cho các bạn ấy thực sự được hạnh phúc, được vui vẻ và lấy mỗi đứa trẻ làm trung tâm. Khi mà triết lý trùng hợp như vậy thì nhà trường rất là vui khi mà được lựa chọn MyGym trở thành một trong những đối tác sẽ đồng hành cùng nhà trường trong những bước phát triển tiếp theo. Sau một thời gian mà nhà trường trải nghiệm sử dụng chương trình thể chất MyGym cho các con tại trường, thì không chỉ phản hồi của các giáo viên mà phản hồi của các phụ huynh dành cho nhà trường cũng rất là tuyệt vời. Có những bạn nhỏ khi mà học MyGym xong, buổi tối trở về nhà là trao đổi với bố mẹ là: mẹ ơi, hôm nay được học MyGym đấy, các thầy tặng cho con sticker như thế nào, rồi con được học gì, và các bạn ấy rất là vui vẻ. Thì về phía nhà trường không còn gì hạnh phúc hơn khi mà các bạn nhỏ đón nhận một cái chương trình mà nhà trường đã lựa chọn tuyệt vời đến như thế. Nhà trường rất là hài lòng về chương trình và tin tưởng vào thương hiệu MyGym. Chương trình MyGym thì thực sự rất là tuyệt vời. Trong đó thì tôi ấn tượng nhất với những bài tập của MyGym. Trong mỗi một tiết học thì đều được thay đổi hàng tuần với giáo án vô cùng đa dạng. Và có lẽ là chưa bao giờ nhìn thấy một giáo án nào của các thầy cô đến dạy tại trường mà giống nhau cả. Và đặc biệt nhất là đây là những hoạt động học mà không chỉ dạy thể chất, mà thông qua đó các bạn ấy còn được làm việc nói chuyện với những con rối, được lắng nghe các thầy cô kể rất là nhiều những câu chuyện để giúp cho các bạn nhỏ phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của mình. Đó là một điều mà tôi không ngờ tới khi mà các con học chương trình thể chất. Ngoài ra thì các thầy cô giáo thì lại dạy cho các bạn ấy song ngữ. Đó là một cái môi trường mà các bạn ấy được phát triển tiếng Anh rất là tốt. Và có lẽ một cái điều mà các giáo viên tại nhà trường rất ấn tượng, đó là các thầy cô giáo của MyGym khi mà giảng dạy cho các con, thì từng hành động, từng câu nói của các thầy cô đều cực kỳ là nhiệt huyết đối với các bạn ấy, rất là chăm chút và gần như là không có những cái chi tiết thừa luôn. Đây là chia sẻ rất là thật, là các bạn ấy khi mà bước vào lớp một cái làm như là các thầy cô hóa thân vào thành những em bé, rất là hồn nhiên và trải nghiệm cùng với các cháu. Và thông qua đó thì nhà trường tin tưởng rằng các bạn ấy không chỉ phát triển về kỹ năng thể chất mà còn được phát triển về kỹ năng xã hội nhiều hơn. Và cảm ơn MyGym rất là nhiều vì đã mang đến một chương trình tuyệt vời như thế cho nhà trường. Có một điều mà tôi vẫn thường nói với các thầy cô ở MyGym ấy, là chỉ mong muốn làm sao mà MyGym được phát triển đến với nhiều trường hơn nữa, đến được gần với nhiều trẻ em Việt Nam hơn nữa. Ngoài ra nữa thì làm sao để có thể nhân bản hỗ trợ giúp đỡ thêm cho các trường mầm non, để các cô giáo mầm non có thêm được những cái kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tốt như là các thầy cô tại MyGym. Đó là điều mà nhà trường rất là mong muốn. DCA chúc mừng sinh nhật MyGym. Yeah.